Vụ va chạm của máy bay không người lái UAV Mỹ và chiến đấu cơ Nga trong không phận quốc tế đã dẫn đến một cuộc điện đàm trực tiếp hiếm hoi giữa hai nhà lãnh đạo quân sự của Washington và Moscow. Tôi vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15 tháng 3 cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về sự cố. Theo phía Mỹ, máy bay Su-27 của Nga hôm 14 tháng 3 đã chặn, tấn công và làm hỏng cánh quạt của một UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, buộc chuyên viên điều khiển phải hạ máy bay xuống Biển Đen. Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và Nga có trách nhiệm vận hành máy bay quân sự của mình một cách an toàn và chuyên nghiệp. Các quan chức Mỹ cho biết hai máy bay phản lực của Nga ban đầu đã bay và xả nhiên liệu phía trước chiếc UAV trước khi vụ va chạm xảy ra. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết vẫn chưa rõ liệu vụ tai nạn là cố ý hay vô tình. Đó có phải là cố ý hay không, vẫn chưa biết. Chúng tôi biết rằng việc bay kèm UAV là có chủ ý. Chúng tôi biết rằng hành vi gây hấn là có chủ ý. Chúng tôi cũng biết hành động này rất thiếu chuyên nghiệp và không an toàn. Còn về va chạm giữa máy bay chiến đấu Nga với UAV của chúng tôi, sự va chạm giữa hai máy bay đó thì vẫn chưa rõ. Điều đó vẫn cần phải xem xét. Tướng Milley cho biết Lầu Năm Góc có bằng chứng video về cuộc chạm trán và sẽ xem xét giải mật một phần. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay không người lái của Mỹ đang hướng tới lãnh thổ do Nga kiểm soát, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nói đã không có vụ va chạm nào xảy ra mà chiếc MQ-9 đã tự rơi. Vụ rơi UAV là sự cố đầu tiên kể từ khi lực lượng Nga đưa quân vào Ukraine vào năm ngoái. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, số lượng vũ khí Mỹ, chủ yếu do người Ukraine sử dụng, đụng độ với vũ khí Nga đang ngày càng tăng. Chúng tôi đã chờ đợi điều này xảy ra từ lâu, thật ngạc nhiên là đến giờ nó mới xảy ra. Mỹ đã điều khiển máy bay không người lái trong không phận quốc tế trên Biển Đen vì họ hoàn toàn có quyền hợp pháp để làm điều đó. Nga đã cố gắng làm gián đoạn và gây hấn với UAV Mỹ trong nhiều tháng qua, đó chỉ là vấn đề thời gian. Bất chấp sự phủ nhận của Nga, ông Clark nói rằng ông tin vụ va chạm là có thật, cho dù có thể không cố ý. Điều này gần như chắc chắn, tôi chắc chắn 99% là một tai nạn, lỗi của phi công. Không có chuyện một phi công Su-27 có thể lái máy bay của mình một cách có tính toán mà đâm thẳng vào cánh quạt của máy bay không người lái Reaper. Vì vậy, tôi chắc chắn đó là một tai nạn và phi công đó rất may mắn. Sau sự cố, Nga cũng cho biết sẽ cố gắng trục vớt xác máy bay không người lái trên biển. Tướng Milley cho biết vùng biển nơi MQ-9 lao xuống có độ sâu từ 1.200 đến 1.500 mét, khiến nỗ lực tìm kiếm trở nên khó khăn. Ông nói thêm rằng phía Mỹ đã thực hiện các biện pháp trước vụ rơi để đảm bảo không rò rỉ thông tin nhạy cảm từ các mảnh vỡ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.